áp lực bị tụi em áp lực thôi. Mày lên vũ tụi em. Mày nghe, mày không được vậy nghe, mày vậy nghe đó. Mà sức khỏe yếu quá vậy. Nên hôm qua đánh mệt quá, hôm nay xíu rồi. Em cảm thấy buồn với lại hơi tiếc. Bởi vì kiểu team em có thể làm tốt hơn cái gì. Xin chào, hôm nay là một buổi sáng rất đẹp trời ở Hà Nội. Và đây cũng là buổi sáng đầu tiên sau chức vô địch thứ 6 của Sài Gòn Phantom. Là một người chị rất là có trách nhiệm với các tuyển thủ thì tôi được giao nhiệm vụ đó là đưa nhà vô địch của chúng ta đi ăn đi chơi một vòng Hà Nội trước khi mà các bạn ấy quay trở lại với Sài Gòn. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà đây là một nhiệm vụ tôi nghĩ là cũng khá khoai nha. Nghĩ mãi cũng ra được là đi ăn đi chơi đâu. Đói quá. Sắp xíu. Vâng, đói lắm rồi đây, nhân vật chính kêu đói lắm rồi đây. Em đợi mình đi ăn nhá. Đi ăn. Ăn gì nào? Em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được chị. Ăn gì cũng được á, thật không? Ăn gì cũng được. Bánh mì. Khô lắm gì. Khô á? Khô. Xôi. Nó cũng chưa được ướt gì ạ. Chưa đủ ướt ạ, ok thế ướt hẳn này. Bún chả đi. Nhưng mà cái món đó hình như là người ta ăn vào buổi trưa gì ạ? Ừ, cũng đúng. Thế em cũng biết là buổi sáng thì mọi người hay ăn cái gì ở Hà Nội? Chắc chắn là không phải không tầm. Bây giờ đi ăn phở thì sao nào? Phở à? Chắc cũng được chị ạ. Được đúng không? Đủ ướt rồi đúng không? Quá ướt. Ok, bởi vì sẽ đi ăn phở nhá. Quán phở rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Let's go. Chị ơi, cho em order, cho em 3 đặc biệt. 3 đặc biệt. 2 tái gầu, 1 tái chín, 1 tái nặng gầu và 1 tái nặng. Chị ơi, người Hà Nội xịn, mình ăn phở mình có gì vào nhỉ? Mình có thể là cho chanh này, hoặc là tương ớt, hoặc là giấm. Dạ. Em chọn đi, em không thích ăn cay đúng không? Thích ăn hai cái này thôi, em sẽ cho đời vào. Cái này là chua nha, là vị chua nha, em vị chua cuộc đời tí, đúng. Ok, thế còn cuộc đời ai thích cay không ạ? Có cay, cay. Đây, đây, ai cay, nó cay, cay đắng cuộc đời lắm. Quý, quý thích cay đúng không? Thì đây, tương ớt đây. Ui, thật hả? Mà này thật luôn hả? Quý nó chơi hết dễ luôn á. Không có cái nào cay. Ui, thật luôn hả? Ờ. Nó giấu ớt với tôi nè. Cay này không thể nào bằng cay đắng cuộc đời. Đúng. Ngon quý. Ngon. Không cay luôn hả? Quẩy thì làm cho nó... Đúng, ăn thêm, ăn thêm. Em thích mềm. Em thích mềm đúng không? Thế em nhúng. Đó em cầm ra em nhúng. Em nhúng một tí thôi nha, không là lát nữa nó sẽ bị hỉu á. Bị mềm quá. Như vậy là 8 bát phở đã ra đủ. Nhưng mà sao tự dưng tôi thấy thiếu ai ta? Hôm nay thiếu Khoa đúng không? Hả? Sao bây giờ mới đi tìm vậy? Như vậy thôi. Đêm ngủ ăn phở rồi em mới nhớ là không có Khoa. Không có gì ạ, à? Không có. Không có đúng không? Sao vậy? Thì hôm qua kiểu Khoa sức khỏe yếu quá vậy. Nên hôm qua đánh mệt quá, hôm nay xíu rồi. Mọi người mấy hôm nay thấy thời tiết Hà Nội như nào? Em thấy thời tiết Hà Nội nó có cái câu rác gì em nhớ không? Hôm qua thì nắng gắt, hôm nay mưa dầu. Thời tiết Hà Nội nó cứ như kiểu tính cách của con gái, nắng người thất thường. Thế em biết là cô gái Hà Nội khác con gái Sài Gòn như nào? Em chưa hiểu. Chẳng khác gì. Chưa no lắm nhưng mà một lát nữa thì chúng ta sẽ lại được ăn tiếp. Nhưng mà vì là vừa mới nạp một chút calo rồi nên bây giờ mình phải tiêu bớt thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ có một cái mini game. Chúng ta sẽ chia thành hai đội và mỗi đội sẽ được tài trợ 200.000. Và với 200.000 này thì chúng mình sẽ làm gì? Mua CD, chơi tài khoản. Nhưng mà vì các bạn vẫn kêu đói cho nên là chúng ta sẽ dùng 200.000 để mua đồ ăn. Mỗi đội sẽ có 3 thành viên và mình sẽ quay trở lại nhà thờ lớn để xem là đội nào mang về nhiều đồ ăn vặt ngon hơn ở Hà Nội.
thì đội đó sẽ thắng cuộc. Bây giờ thì các bạn sẽ tự chọn đội mình. Mỗi người đội 3 người. Vậy là mỗi người một đội đi. Bây giờ quý một bên, bưng một bên. Ok chưa? Rồi, vậy đi. Rồi, bây giờ ấn đầu tiên chọn. 2 3 Tôi chọn mày. Ok. Tôi chọn cá, tôi chọn cá. Ok, rồi, cá đứng ra cạnh quý. 1 2 3 1 2 3 thắng mày. Chọn chị Thảo được không? Không chơi. Không đợi. Ở đây à, anh này hay dự đoán lắm. Giúp hiến hai số tiền cho. Anh ghê. Chọn mày phải chọn rồi. Rồi xong rồi đùa. Rồi xong rồi. Anh này được chị Thanh giao. Anh này thôi là thầy với cả chị. Giám khảo lại chọn anh này. Anh này đây. Rồi rồi. Bây giờ rồi, như vậy là chúng ta đã có hai đội ở đây. Đội 1 là gồm có Lai Bâng, Lạc Lạc và Zeref. Và đội số 2 là gồm có Red, Fit và Zero. Rồi, để em chia tiền cho. Rồi, đây. Cảm ơn. Đây, đều rồi. Đây, ba người chăm. Ba người. Không được. Không được. Rồi, đó, như vậy là mỗi người đã có công tâm. Mỗi bên đã có 200 ngàn. Ok, bây giờ thì hành trình đi tìm đồ ăn của hai đội bắt đầu. Món đầu tiên. Đi. Này là bánh gì? Đừng thấy rồi, khỏe. Cứ đường mười nghìn đi. Sao đứng giữa đường vậy? Quá đường lẻ lớn. Tổng là 30 ngàn, thôi còn 70. Ba người kia đứng nào vậy? Bánh cuối là cái mặt trăng này này. Rồi, rồi cảm ơn. Quê có 500 nghìn rồi. Làm tròn 30 đúng chị. Bên kia mới có được có một hai món đó. Trứng gà non, cà phê trứng kìa. Rồi 200 ngàn cuối rồi cả. Nặng quá vậy, hai người này là nặng quá nè. Mẹ trai đi đâu. Vô đi. Anh bảo ghẹ chụp anh kìa. Lỗ anh chụp nhiều kìa, chụp nhiều vô. Chụp lên nhá, 1, 2, 3, 4. Chụp. Ok, như vậy bây giờ thì hai đội sẽ cử ra mỗi đội một người để có thể thuyết trình về những gì mà các bạn đã mua được với 200 ngàn. Xin hiểu đây là bánh cốm đặc sản của Hà Nội. Cái này là cốm không phải là bánh cốm nha. Cốm số, cốm sản. Rồi, bánh gói, rồi bánh gán, cái này là... Cảm. Đây là bánh trứng. Bánh rồi, cái ly này là cà phê trứng. Cà phê trứng luôn. Đúng. Cái này là tàu hũ, chân châu đen. Đúng rồi. Cái này là khoai tây chiên. Rồi. Món đặc cấp nhất là món này nha, cà phê trứng. Và cái món cốm này là rất là khó mua nhá. Bình thường là cốm là không phải là ở đâu cũng có. Bình thường. Chị ơi, cho em một phần cốm. Bình thường. Đây là gì anh Nhếp nhờ? Mình nem chua ra. Còn đây là phở cuốn Hà Nội, xoài, mận, dầm. Đây là gọi là ô mai. Đúng không chị? Ô mai gì? Oh my god, mua xong phải không đẩy tôi hỏi lắm. Còn đây chị. Cà phê trứng. Nhưng mà có đá. Có đá. Bên này thì là cà phê trứng không đá. Ừ. Còn bên này là có đá. Đó. Chủ quán nói với em là cà phê trứng có đá uống nó sẽ không tan. Milo rồi. Đất mồ quê nghèo Milo. Nhưng mà một điểm cộng là rất mát vì bây giờ tôi khát nước. Đúng. 7/10. Trời ơi. Tanh đúng chị, đúng chị. Nó lại tuyệt vời. Sau hai cái ly cà phê trứng này tôi uống mãi không thấy vị trứng nào. Rồi. Đúng là hợp là uống nóng hơn. Đúng. Cà phê trứng là uống nóng. Cái này 8/10. Rồi, quay rồi. Không rồi. Rồi, ok, món tiếp theo là hai quả dâm. Trời ơi, chua dữ vậy trời. Cay ngon. Không phải chơi vào đâu được. 9/10. Đấy, win. Tàu hũ chân châu đồ viên. 10/10. Kiểu đường. Hơi gướng. Ngon. 8/10. 8 là tua rồi. Như vậy là đang là một đều ha. Mật màn mật đường á. Đường mật mía. Ây da, nhìn không ổn cho lắm. Ngon. Trời ơi. Nhìn một cái là biết gu chị Thảo thích ăn ngọt. Món này là 8/10 nha. Này bên này là nước chấm. Ăn tuyệt vời mặt trời. Ui. Chỉ là tôi hơi no thôi chứ còn thực ra thì cái món này ngon. Chính đẹp. 10 điểm. 8/10. Trời ơi, tuyệt vời. Đúng gu chị Thảo quá. Về vẻ ngoài thì rất là hấp dẫn nhưng mà ăn thì tôi nghĩ là không ăn là chỉ 7 điểm thôi. Ôi trời. Hôm nay là ô mai gì đây? Ô mai ngon. Ô mai kỳ nhờ. Kỳ.
Mai là đặc sản Hà Nội cực kỳ. 8 điểm. Bớt điểm rồi, Aguin nói. Cớm thì giống soi đúng không? Cái này là khó mua nha. Tụi em phải đi một cây số mới mua được cái này cho chị Thảo ăn ấy. Đúng. Còn cũng mua những món chị Thảo thích. 9 điểm. Rồi. Đây này chắc 7 trên 10. Nguyên nghĩa gia truyền. Nhà nấu. Nói chung là về mặt món ăn thì tôi thấy là bên này hấp dẫn hơn. Nhưng mà cái này nó là một cái bản ghép. Nó gọi là con ăn chủ tài mọi người ạ. Và vì là nó đưa cho tôi cuối cùng cho nên là tôi quyết định là team thắng sẽ là team của Bông. Yeah. Được. Không bằng lắm. Hai. Ở đâu vậy em còn cái chỗ bài. Để mình ăn xong mình phải lau tay lau miệng đồ. Chị có muốn suy nghĩ lại không nhờ? Em phải gì bóng tay hay. Rồi bây giờ thì mình đã chấm điểm xong. Mình sẽ tranh thủ nói chuyện một chút xíu về cái chức vô địch thứ 6 của Sài Gòn Văn Tôm. Mình nghĩ là nó cũng khá ý nghĩa. Thì trước khi mà đến với vòng chung kết là trận playoff thì SGP đã thua VGaming. Và ở thời điểm đấy thì Thảo thấy là có rất là nhiều người nghĩ rằng là cái tỷ lệ vô địch của VGaming rất cao. Thì không biết là SGP có cảm thấy bất ngờ khi mà mình đã thắng VGaming với tỷ số 4-2 mà không cần tới ván 7 không? Em nghĩ là tụi em cũng bất ngờ. Tại vì VGaming kiểu như tự tin là chung kết, VGaming tự tin du lịch 100%. Nên tự tin vô địch 100%? Đúng, VGaming lúc Nofi đã nói là du lịch 100%. Nên tụi em cũng không tự tin lắm, tụi em tự tin tầm 10% thôi. Nhưng mà ai ngờ lại vô địch. Em cũng không hiểu tại sao. Cái chức vô địch này thì nó là chức vô địch thứ 6 của Sài Gòn Văn Tôm. Mà mình thấy là SGP vô địch nhiều quá các bạn ạ. Nên là không biết là cái này nó có khác gì so với những lần trước không? Chức vô địch thứ 6 thì em cảm thấy là nó cũng nhanh vậy ạ. Thì kiểu team Flash vô địch 5 lần ấy. Thì bây giờ team em đã phá được kỷ lục của team Flash thì em cũng cảm thấy rất là vui. Thì em cũng chỉ muốn nói là Chín ơi, mình xin lỗi. Và nhân vật tiếp theo mà tôi cũng muốn nhắc đến trong cái buổi đi ăn ngày hôm nay đó chính là Zero. Và tôi cũng phải chia sẻ luôn là ngày xưa thì mọi người hay trêu là Quý Báo, nhưng mà tôi là người đặt cho Quý cái tên là Quý Báu nha mọi người. Tôi thề hình như là tôi là người nói đầu tiên, thành ra là tất cả kênh chat nói theo tôi hoặc là cả team nói theo tôi thì phải. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà đại khái là chị muốn hỏi em một câu mà câu này là cũng nhiều khán giả thắc mắc, là tại sao mà lần đầu tiên đánh sân khấu lớn em lại đánh bay, thậm chí là hơn cả ở studio hay là ở nhà? Em có run không? Em thấy rất là bình thường luôn. Rất là bình thường luôn? Rất là bình thường luôn. Nhưng mà tại sao lại thế nhở? Thế là do kiểu như là trong đầu em á, suy nghĩ là khán giả đó là kiểu như là cái gì đó là tiếp động lực. Đó, tiếp thêm động lực cho mình đó, chứ không phải là kiểu như là không bị áp lực. Kiểu như là khán giả thôi chứ không xem là cái này phe bên này hay là bên ai hết. Nó như kiểu con dao hai lưỡi chị. Nếu như mà mình quýnh ở sân khấu mà mình lo sợ thì mình sẽ bị lấn áp. Còn ví dụ mà mình xem đó là động lực thì đó sẽ là giúp mình. Nghe Quý chia sẻ thì tôi lại cứ tưởng là đánh sân khấu nó dễ lắm mọi người ạ. Nhưng mà rõ ràng là ở đây thì tôi thấy hầu hết tuyển thủ nào đánh sân khấu lần đầu đều mà run mà, đúng không? Đúng không? Đó, ví dụ hỏi anh Zarep đi, là người hôm nọ vừa mới mini game. Thì là đây là cái tên mà có thâm niên lâu nhất đấu trường danh vọng, tức là chơi là tuyển thủ từ cái đợt mà còn có giải đấu có tên là đấu trường huyền thoại. Đúng vậy. Thì Zarep có thể nói một câu công tâm là đánh sân khấu thì nó khó hơn như nào so với đánh ở nhà? Đánh sân khấu đối với người càng nghĩ nhiều nó sẽ càng khó. Người không nghĩ gì như thằng Quý là sẽ chả có gì để khó hết. Tức là càng vô chi càng tốt. Đúng, càng vô chi càng nghĩ ít là sẽ bị không bị lo lắng, cứ lên mà đánh thôi, chết thì chịu. Nhớ lại thì là Zero vào team SGP là bây giờ là mùa thứ mấy ta? Mùa thứ 2. Mùa thứ 2 đúng không? Là từ đấu trường danh vọng mùa đông 2022 vừa rồi. Và mùa này thì cái đợt đầu tiên mà Quý mới vào thì đó là cái đợt mà ở vòng bảng là SGP là bị thua khá là nhiều trận vì là mình chưa có sự kết nối với team, đúng không? Thì ở thời điểm đấy thì Quý cũng nhận được rất là nhiều những cái tranh cãi của các bạn khán giả, kể cả là fan SGP cũng cảm thấy khá là lo lắng rằng là khi mà G-Way đi và Quý về thì Quý chưa có được cái sự ăn nhập với team, thì thời điểm đấy em có bị áp lực không? Ở điểm nó cũng có một tí áp lực. Nhưng một tí thôi hả? Một tí thôi, nhưng mà vẫn cố gắng được. Áp lực như nào? Áp lực bị tụi em áp lực thôi. Bị ông Lê làm anh áp lực à? Ông Lê chủ tim em áp lực à? Tôi cao quý. Áp lực gì vậy? Bị anh chủ tim. Mày không được diễn nghe, mày diễn nghe đó. Chủ tim em kèm cặp ngồi kế bên luôn. Ngồi một coi chơi game.
từng tình huống đâu pha xử lý như kiểu là gia sư một kèm một luôn đúng, đúng như gia sư luôn là... ví dụ di chuyển sao một cái thôi chỉnh lại liền chỉnh lại luôn sợ vậy đúng kèm một một luôn à rồi từng tình huống luôn. Thế còn đồng đội thì lái bánh à? Tâm sự nhiều hơn em tâm sự gì vậy cả hỏi nào có tâm sự á em tâm sự nhỏ nhẹ thôi tâm sự nhiều thôi gọi là kiểu gì cắt lạy như là lạy đó tại nó chết rồi nó mất rồi kéo mày á không phải chỉ là xin nó lạy nó đừng chết chết đó mọi người có thể so sánh luôn đúng không là từ cái thời điểm đầu tiên mà Quý vào cho đến bây giờ đấy thì là sự khác biệt của riêng Quý như thế nào bởi vì là dù sao bạn ấy cũng là người mà vào muộn nhất trong cái lứa ở thời điểm hiện tại em nghĩ là Quý nó vô lúc nó chưa vô tèm nó quýnh hay mà nó vô tèm nó bắt đầu nó đang tụt dần đó chị dạ để nó đúng không chưa vô hay nhìn nó quýnh hay lắm đúng nhìn nó quýnh rất là hay nhưng mà nó vô tèm nó bắt đầu quýnh từ từ là tụt nhưng mà đó là tại mình vô chi đúng tại mình hay chưa biết chắc do tụi em ngu hay gì á đúng rồi tụi em không theo kịp nó mà lên sân khấu thì tụi nó là quýnh hay không có bắt cùng tần số với nó chưa cùng sóng đúng thì theo như Phương Thảo cảm thấy là về mặt khán giả thì bản thân khán giả đã có sự thay đổi cái nhìn của mình rất nhiều bởi vì nói thật là từ cái thời điểm đó đấu trên danh vọng mùa đông ấy thì là tranh cãi diễn ra rất nhiều nhưng mà nói thật là đến thời điểm này nếu mà vẫn còn tranh cãi nữa thì mình nghĩ là cũng hơi vô lý thì bản thân Quý có cảm nhận được cái điều đấy không tức là em có cảm nhận được là bản thân mình đã được công nhận nhiều hơn mình đã có những thành tựu của riêng mình và mình cũng đã cùng team vô địch để chứng tỏ được cũng như là thuyết phục được khán giả em có cảm nhận được điều đấy không em có cảm nhận được điều đó khi mà lên live ta là kiểu như là ai cũng kêu cái tên Quý Báo rồi đó. Em thích cái tên này không? Hay em thích gọi là Báo hơn? Em thích gọi gì cũng được hết chị ơi. Miễn sao vui được. Rồi, ok. Nhắc lại về APL 2022 thì hôm đó mình cũng suýt khóc các bạn ạ. Vì là mấy lần rồi mình dẫn cho SGP và Thái Lan thì mình đều phải nuốt nước mắt vào trong để lên trao giải ở Thái Lan. Đúng không? Một kỷ niệm buồn đúng không? Dạ đúng rồi, em cảm thấy buồn với lại hơi tiếc. Bởi vì kiểu team em có thể làm tốt hơn ấy chị. Nhưng không sao vì bây giờ mình chuẩn bị có cơ hội để mình làm lại rồi. Đó chính là APL 2023. APL 2023. Đúng vậy. Và đối thủ mà mình muốn gặp lại nhất là gì? Là ai? Em nghĩ là Bacon với lại Burgle. Vì sao? Tại vì hai tên đó đang mạnh nhất tại khu vực Thái Lan và bên Đài Bắc Trung Hoa. SGP đánh giá như thế nào cụ thể về các đội đến từ Đài Bắc Trung Hoa và các đội đến từ Thái Lan? Theo em thì cá nhân em thấy thì cả hai khu vực đều mạnh như nhau. Mà riêng em thấy thì ở bên Thái Lan thì có Bacon nhỉnh hơn một xíu. Bacon bây giờ kiểu là đang quá là hoàn thiện. Bacon là bây giờ kiểu như là vừa mạnh về giao tranh mà vừa mạnh về kiểu chiến thuật gì à. Một mạnh với đứa là hay. Em có biết là họ còn mạnh gì nữa không? Đẹp trai đẹp trai đó bên bờ đồ thì kiểu bây giờ đánh giao tranh các thứ cũng rất là khác về mặt bằng chung thì em cảm thấy các đội đang đi lên rất là nhiều vậy nên là mình càng cần phải cố gắng ở APL đúng không Thảo thì đọc được rất là nhiều comment của các bạn fan SGP và fan của Bông nói riêng thì các bạn đã comment rằng là nói chung là Bông bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều và cái điều mà mọi người chờ đợi duy nhất ở Bông và SGP đó là lục nốt cái cúp vô địch quốc tế nữa thôi thì sẽ là 10 điểm không có nhưng thì bạn nghĩ sao về điều này em cảm thấy thì kiểu như là một cá nhân thì không làm nên một tập thể bởi vì vậy thì một tập thể cũng không nên là không làm nên một cá nhân đúng bởi vì thế thì em phải nên cố gắng là nhiều bởi vì mình là một người đội trưởng mà mình phải cố gắng dẫn dắt mọi người đi đến gọi là con tim hướng đi đến những cái thứ đúng nhất và gọi là không được sai những lỗi quan trọng ấy một trách nhiệm rất là gọi là cũng nặng là nặng nề nhưng mà em sẽ cố gắng bây giờ mình đã có tất cả rồi mình chỉ thiếu mỗi cái đó thôi nên là mọi người rất trông chờ điều đó em sẽ cố gắng hết mình. Lời cuối cùng thì SGP có muốn gửi lời nhắn nhủ gì tới các bạn khán giả không nhỉ? Thì đâu thay mặt team em có lời gửi nhắn nhủ đến khán giả là các em đã đánh mất một cơ hội du lịch ở AVL 2022 và lần này tụi em sẽ cố gắng 200% công lực để lấy được chức vô địch AVL 2023. Các bạn buộc ủng hộ mình nhé. Buộc luôn. Các bạn buộc phải ủng hộ mình ha. Vì mình sẽ cố gắng 200% công lực. Ok.
Rồi, hy vọng là những cái lời nói quyết tâm này của SGP thì sẽ khiến cho mọi người tiếp tục ủng hộ họ trên hành trình sắp tới, vì sắp tới đây thì họ cũng sẽ là ngọn cờ đầu của khu vực Việt Nam và tham gia APL, cũng như là những đội tuyển còn lại, đó là Vgaming, Heavy và hai đội tuyển nữa đang chuẩn bị cạnh tranh ở vòng wildcard nha mọi người. Còn bây giờ thì vlog của chúng tôi cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.